7 chân. Mặt 30 cao 40. Triệu 4 một cặp. Hay thế. Đẹp. Bạn kể không anh? Thế đẹp đấy. Không nào mê đồ gỗ thì ra đây đi. Đấy. Quất đào đi. Này nó bằng gỗ gì đấy bác? Cô gì cầm ba tiền một cái 450 vân đẹp, vân đẹp hết nhỉ. Cầm là cầm lai đúng không? Vừa mua cái này rồi. Thiết kế cái dài dài này hơn. Giấy. Cái cây này thì nó cầu kỳ hơn. Nó có chân mà nó không bị trượt chén ra ngoài. Nhưng mà hơi nhỏ. 650 một cái. Cái này 1 triệu mấy một cái. Cái khay trà. Đây trà. Đây, một cái trà này. Cái sông này thì bao nhiêu một cái? 150. 150 cả. 150 cái sông trà. Gì ấy gì? Xá xị. Mùi thơm không? Cái này hay nhỉ? Đúng cái đầu nó xấu xì như tóc. Mùi thơm nhưng mà nó nhiều thể loại mùi quá. Không 3 triệu. Hay chứ nhỉ? Tóc làm tiền. Bông tam đa phúc lộc thọ. Nó vàng vàng này nó gọi là cái gì ấy? Với vàng vàng này bách xanh quý đúng không? Thơm. Bao tiền củ này chị? Xem nhà thiếu gì để lấy. Bạn lấy gì?
đang chưa biết là lấy cái gì, lấy được cái mỗi cái khay trà. Con gỗ Ngọc Am là nó như nào chị nhỉ? Để trong nhà nó thơm đấy đúng không? Một khối như này thì bao tiền? Nhiều thứ. Đây là Ngộ Nghinh. Gió to thế. Các thể loại gió dã man, gió to đấy, chỗ này hút gió đấy, đang ở chợ Vạn Phúc đây các bác nhỉ. Những cái này rất là hay, rất là hay, cái kỷ cái rất là hay. Còn một cái trà về là cửa bộ ấm rất là kỳ đấy. Tết nhất thì cứ gặp cái gì là thấy cần thiết thì là múc thôi. Rồi, cảm ơn các bác, tôi các bạn đã chăm. Mặt 30 cả 40. Triệu 4 một cặp. Hay phết. Đẹp. Bán kém không anh? Bán rẻ. Rẻ rồi. Đẹp đấy. Thằng nào mê đồ gỗ thì ra đây. Đấy. Quất đào đi đây. Gỗ này vân nó cứ như đá. Vâng. Đấy thì bao nhiêu tiền? 3 triệu. Gỗ gì đấy? Gỗ ngựa. Đúng là gỗ ngựa. Sao nó lại có vân đẹp? Đây là trầm đúng không ạ? Trầm này. Trầm. Bao tiền một hộp này? Cái đang đấy 150 và cái này 250. À. Một loại một đen một ấy đúng không? Một đen một vàng. Đấy vàng à. Vàng thơm hơn này. Đây một tay thì rồi. Em mình lấy bước này. Này xuống dưới. Mấy bước mà nhỏ à? Vâng. Màu của nó luôn. Thơm.
xanh đất này. Nhìn nước gỗ nó khác nhỉ. À đấy à. Ông ấy à. Đấy, ông ấy ra tướng nhất đấy nhỉ. Là gỗ ấy. Hương ấy. Hương. Đấy, nó lại có nặng không bác? 2,5 mua hợp lý quá nhỉ. Cụ này có phải da nét nhất đấy. Chỉ để cái kệ TV đi chứ. Chỉ kệ TV xinh xinh thôi. Hay nhỉ. Hay quá. Cái này cũng gỗ hương mà sao nó lại có vân đẹp nhỉ? Hương vân ở đây. À, vân. Từ. Tinh phết nhỉ, để góc kia nhìn thấy.